Con khổ lắm chú ơi. Là bị Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ tiếp tục đang có mặt tại một cái cây cầu mà nói giữa huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang với lại bên kia là một cái cù lao của tỉnh Đồng Tháp đó cô bác quý anh chị. Một cái gầm cầu này thì lúc trước Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị xem về một cái hai vợ chồng mà sinh sống ở dưới cái gầm cầu này nè. Thì cũng có một số mạnh thường quân ngỏ lời giúp đỡ, nhưng mà cái khó khăn nhất á là hiện nay là tìm về cái mảnh đất để cho gia đình cô chú, tại vì cô chú này thì không có tiền để mà mua đất và không có cái nền nhà luôn. Nên là nữ hôm nay thì vô đây Bùi Hồ muốn quay để coi cái hoàn cảnh, tại vì cô điện mà Bùi Hồ khóc, cô cứ khóc là nói không có nhà ở chắc tự tử chết luôn á. Thành nữ là thấy nước mắt ở dưới gầm cầu thì thấy tội đáng thương quá, nên Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem, quay luôn cái đoạn đường đi vô nè. Hai ông bà cứ điện là khóc à, điện nói xin đó, mình cũng rất cố gắng luôn để kết nối với mạnh thường quân là một, cái thứ hai là giúp cho cô chú có một cái căn nhà để ở. Cô chú nói là nhà tiền chế một cái chòi thôi cũng được. Dạ, chào chú. Chú bệnh hay gì chú? Bệnh gì chú? Bệnh cũng lâu rồi, phổi hen suyễn, nhầm lưng, kinh tọa nhất chịu nổi. Dạ, chú lên đó ngồi đi. Hôm ngày mưa thì sao? Ướt nè hả? Ướt tới đây luôn hả? Nước mưa hai bên đổ xuống hả? Chú. Màn này kéo lại để nó tạt. Dạ. Rồi hổm ngày sao, cái hoàn cảnh mình sống sao rồi? Mình công an tới hoài. Dạ dạ đó. Tôi nói lớn lên tí xíu nha. Đuổi xô hoài ở khổ lắm chú. Đuổi xô là sao? Như bên đây con cái bệnh hoạn, con cái điện về hỏi thăm mà nói chuyện không dám nói ở đây nè, qua góc đó đó chú. Sao vậy? Sợ bên kia nghe rồi nói mà lớn tiếng này kia vậy đó chú, mà còn nói là gói nói là làm gói lộn gì hả gì đó, làm gì nè cậu Út, con nói gói lộn an ninh trật tự, cứ điện cho chú Thị hoài vậy đó chú. Điện nói cho chú Thị hoài, nói chú tôi ở ấp Long Hòa, ở đây cũng ở ấp Long Hòa, mà chú Thị nói tôi ở ấp khác là đây chú. Nói cho chú nhưng mà nói là tôi ở ấp này mà nói tôi ở ấp khác là cậu Út. Con khổ lắm chú ơi. Là bị đuổi hả? Dạ. Bị đuổi mấy lần rồi chú. Người sao? Nhờ chú cắt cho cái nhà lớn nhỏ cũng được chứ. Có trời nắng trời mưa, khỏi đi khỏi cái nhà cầu này. Ở đây ngày nào khổ ngày nấy chú ơi. Điện nước rồi, điện rồi sao? Giờ cắt rồi chú ơi, không biết cho anh lại nước cho dân. Bệnh hoạn sách từ thùng lên xài nó mệt lắm chú, mà cũng gắng sách. Địch điện công an, chụp điện công an, địch không mà không làm gì cho mà cũng điện chú Thị hoài vậy đó. Điện công an xã ha? Điện vô công an xã, ông đắp mà. Mấy ổng nói mà ổng điện biết rồi, mấy ổng cũng chán nản. Dịch điện với mình lỗi gì, tội gì mà. Sao điện lúc trước cũng thương mà bây giờ sao điện? Có cái giáo kỹ. Bây giờ có nền chưa cô? Bây giờ nền nó bển cấu rồi đó chú. Cấu rồi đó mà chưa ở bển cho ở. Hứa cho đó đúng không? Dạ, để cho ở. Hết đời hai vợ chồng thôi. Chú cắt cái nền đó thì chú, chứ cái chú kia không có lấy lại đâu chú. Chú cắt chú giúp cho tôi đi chú. Giờ ở đây khổ lắm chú ơi.
Hôm nay ngồi đâu khóc đó chị đó. Đuổi hoài đi, công an có nói gì không? Công an xuống nhiều không cái xuống đây cũng dài quá, nó nảy nọ cái bắt bà này lên trên làm tờ công kết rồi bắt cái tay vô. Hỏi chú là, hỏi chú là bữa đó đó, mời lên trên chứ nói nha, bà nói chuyện nói loạn an ninh trật tự vậy đó, nói trời nói chuyện nhỏ đâu có lớn đâu chú, mà nói loạn an ninh trật tự. Tôi đâu có chuyện gì, tôi đâu có mà quậy quạng gì đâu mà bắt tôi ký tên, mà bắt tôi lần tay nữa. Bắt buộc tôi phải lần tay rồi ký tên nữa đó chú. Tôi đâu có tội gì đâu chú, mà phải buộc tôi vậy đó. Cô bác Vinh chị thì quay về cái hoàn cảnh này thì bây giờ mình không biết nói sao. Nhưng mà có một cái mảnh đất hôm trước á, thì bây giờ có chú đó là hứa cho có một cái mảnh đất để mà cất nhà. Mình thì sợ giấy tờ nên là nữ kêu phải có cái mộc đỏ. Vì bây giờ cái tình hình của cô bây giờ cần rất là gấp rút, nên là nữ là Bùi Hồ chắc phải lại với cô một chút xíu. Thì bây giờ chắc phải đi xuống cái mảnh đất kia coi như thế nào. Được thì cô nói cất cái nhà nhỏ thôi cũng được ha. Dạ. Khóc quá trời khóc luôn à. Chú mọi ngày nào cũng vậy chứ. Con cái ngon không lắm. Được gì trơn hả cô? Nó cũng nghèo lắm chú. Nó lo cho con nó cũng thiếu thốn đủ thứ. Dạ. Khổ quá. Gặp cô với chú khóc mà mình cầm lòng không đặng luôn. Cô nói là cô ở đây nữa chắc cô tự tử cô chết luôn rồi. Dạ. Nói chú tối ngày không có thông mình không có gì chứ. Mà cứ điện hoài vậy đó chú. Điện công an xuống giật mình nói ôi có chuyện gì vậy mấy chú, nói mấy bà ở đây la làng la lửa mà có la vậy đâu chú. La gì đâu mà điện, lần nào cũng điện xuống mình ở đây giật mình nói với mấy chú cũng đi về thôi. Vậy thì mình, con đến đây thì thăm cô chú được nha. Dạ. Thôi bây giờ con sẽ đi coi cái mảnh đất đó coi như thế nào. Dạ. Đi với lại anh Nút bên đây nè. Dạ. Anh Nút, đây là Nút ảnh hướng dẫn cho một mảnh đất nè, gần ở nhà cô Duyên nè. Dạ. Thôi bây giờ đi nha. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Cô đi luôn đi ha. Dạ. Cô bác quý anh chị thì bây giờ Bùi Hồ cùng với lại cô Duyên với lại anh Nút. Anh Nút này là người mà liên hệ với một số nhà từ thiện bên đây để xin một cái miếng đất cho cô Duyên với cô bác quý anh chị. Nên hôm nay là chở cô Duyên đi nè. Nghe mà cô Duyên tâm sự ở dưới gầm cầu mà phải bị một người hàng xóm kế bên phải đuổi là lý do là nói là mất trật tự công an xuống thường xuyên. Nên thành thử là hôm nay thì cố gắng coi cái mảnh đất đó về cái như thế nào và ông chủ đất cho cắt ra sao thì ông thì sau khi mà quay được cái hoàn cảnh quay xong thì sẽ cắt liền cho cô. Tại bây giờ cái tình hình của cô thì đang rất là khó khăn luôn, coi như là mình cắt gấp rút cho cô để thôi. Những lần như thế thì cô cứ điện cho Bùi Hồ và cô cứ khóc là cô nói là không cất thì chắc cô không có nhà ở, chắc cô tự tử hả. Bây giờ thì mình với lại cô Út ở cô Duyên sẽ đi qua bến đò đó để mà coi cái mảnh đất đó cho cô Duyên như thế nào nè. Thì mong, rất mong mọi chuyện sẽ gặp được suôn sẻ để cô có một cái nơi ở mới, thay thế một cái nơi gầm cầu mà hiện nay cô cũng bị đuổi rồi đó. Sáng cô ăn gì chưa? Ăn cơm rồi chú ơi. Cơm rồi ha. Dạ. Đây ở miền Tây thì nói chung về đò với phà là đi qua từ nơi này nơi khác phải qua đò phà như thế này nè. Chú Hai là tính cho của cô Duyên này miếng đất đó hả? Dạ, tính cho cháu nó ở miếng quý quá mạnh ba tụng á. Trời dạ. Ơi, hổng có nói tôi. Dạ. Rồi hôm trước nay cũng anh ba với tôi cũng dự định bạn cho cháu nó ở. Dạ. Là cái miếng đất đó là, ngang nhiêu hả chú Hai? Chắc nếu mà cắt xuống sông 1 mét nữa thì về lên tới 5 mét mấy là tới mấy lỗ. Bề ngang là 5
bì sâu vô á, gọng vô á, bì dài á, cái dạ. Đó cất bì dài khoảng 6 mét được. Dạ. Có nghĩa là ngang theo mặt đường là 6 mét. Còn mét. Sâu vô? Còn sâu vô khoảng 5 mét. Là khoảng 30 mét vuông. Dạ. Tại vì con tính con là bên bên kết nối mạnh thường quân. Dạ. Giúp cho gia đình cô Duyên nè. Cô Duyên qua đây đi. Thì tại vì cô Duyên này á là sống ở gầm cầu. Mà hiện nay thì cô Duyên này đang bị khó khăn là đang bị đuổi. Cô Duyên này nè là con cháu. Dạ. Mà đang bị đuổi quá, sống gầm cầu, hai vợ chồng bị đuổi quá nè. Bây giờ túng quá luôn rồi, không có chỗ mà điện cho con nói tự tử. Rồi thấy nó con ấy vậy nên nè. Trước anh Ba Tùng anh nói tôi lâu lắm rồi. Rồi nói Covid-19 này để từ từ mới dạ. Mấy nhóm đồng mới cắt được. Thành dạ. Ra tưởng rồi. Anh Ba anh không có điện tôi rồi, không có khi nào mấy chú qua đó, ở bệnh á. Dạ. Qua đây. Bây giờ về cái vấn đề đó mình cất thì bình thường chứ đâu có gì đâu hả chú Ba? Cũng có hỏi người ta rồi. Dạ. Có hỏi chính quyền rồi. Dạ. Anh Ba Tùng á, với chú Cường ngoài này nè. Dạ. Hỏi người ta rồi nhưng mà cái cảnh khổ gì đó thì không cắt ở dưới sợ được. Nó còn cái dạng mà mình đương không mình cắt thì nó không được. Cũng có nói với đúng anh em người ta rồi. Dạ. Cũng có thông qua hết rồi. Có nghĩa là con cũng sợ, có nghĩa là phần đất đó cũng cặp cái mé mương á, cất nhầm khi mình lấn chiếm lòng sông, lòng kinh gì đó. Sợ chính quyền, giờ mình đang cất lên là bị chính quyền kêu là dở là mình dở đó chứ không phải dạ, chuyện dở thôi. Nhưng mà có một cái gì nè, có một cái giờ đặc biệt á thì anh Ba Tùng ảnh với Cường, chú Cường có hỏi người ta rồi. Nó hỏi mặt băng ấp á. Dạ. Thì giờ mấy chú qua đây rồi quyết định vậy đi. Rồi tôi gặp Cường với Ba Tùng rồi điện cho mấy chú hay. Thì cái chuyện nếu mà xong rồi chừng nào muốn cắt thì cắt đó, nếu như mà bên của chú bác Ba đó với lại bên chính quyền xong thì con sẽ tiến hành cất liền luôn. Dạ. Có thể là tiến hành vài bữa là cất luôn. Tại vì bây giờ cái tình trạng của cô Duyên bây giờ rất là khó khăn ở gầm cầu. Khó khăn lắm. Thì con tại vì chú Ba là bác Ba là chủ đất nữa nên là nữ phải gặp chú Ba. Tại con thì kết nối với lại mạnh thường quân ở nước ngoài mà tại con thì muốn đâu đó gõ gàng. Đôi khi thì không gặp được bác Ba thì nó cũng gây khó cho con cũng như là mạnh thường quân. Mạnh Ba mới được, cái gì cũng thông qua hết cho nó êm ái rồi cắt cho cháu chứ có gì đâu. Dạ. Vậy là con vậy là anh Ba sáng mình nói chuyện điện thoại đó, Ba Tùng. Dạ, nên gặp anh Ba nữa. Dạ. Dạ. Em bước tổng còn ở bên đây là ở bản rồi anh mới điện. Ở bản rồi hả? Dạ. Anh nói thôi thì bây giờ mấy chú cắt cứ tiến hành cắt đó. Thôi vậy lát nữa mình gặp coi cho chú Ba có luôn đi đừng cho dễ. Vậy là mình có đảo gì đó anh. Đảo gì chỗ cầu. Thì bây giờ đảo về bển đi bạn với ổng đi rồi mời mốt rồi cắt cho cháu chứ có gì đâu. Dạ. Dạ. Đất này là đất của bác nhưng mà phải dạ, gặp dạ. Anh Ba kia nữa hả? Dạ. Dạ. Thì nói chung qua đây gặp chú bên đây thì ổng cho cắt thì mình yên tâm rồi đó, đúng không? Dạ. Vì ảnh thì ảnh là trước ảnh ở đây nhà của mà bà già trước ở đây đó là tôi với ảnh cũng quen biết sau này ông bàn với tôi có hởm rồi vợ chồng Duyên này nó ở dạ cầu Tân Long á rồi mới chính quyền mới đuổi thì cái gì á thì xong qua Ba Tùng đi thì tôi với Ba Tùng với chú Cường ổn định rồi đó. Con lợi cậu qua nói con thì kêu chú qua cắt đi không sao không có gì hết trơn á, chủ đất cho rồi vô đất không có đuổi đâu mà chú đừng có sợ. Còn cái mặt chính quyền thì coi như là chú Cường lo rồi, chú Cường cũng cái phe của tôi ngoài này nè cũng nói băng ấp rồi con cháu nó vậy đó hoàn cảnh nó vậy đó thì... đó Cường vô đó à. Đợi cho chú Cường. Chú Ba Cường hả? Không biết nữa ha. Không biết anh nào anh Cường. Cậu ơi. Được. Chà, chà. Ở rồi, ngồi đây anh. Ghế lấy ghế thêm. Hôm nay mới gặp được chú. Dạ. Cái vấn đề
đất này gặp được chú, cũng như là hôm trước con cũng có nói, con cũng có kết nối để tính hỗ trợ cho cô Duyên này nè, cất cái phần nhà tiền chế cho cô ở thì cái thời buổi ở gầm cầu thì gặp khó khăn rồi, bị đuổi tới buổi đuổi lui hoài luôn, thấy cũng xót, thì tính hỏi chú về cái phần đất đó đó chú. Thì đất á thì nói chung không phải của tôi. Dạ. Đất của ông cậu này nè, có hỏi rồi, bữa đó mấy anh em có hỏi rồi, có chú A nữa. Dạ. Hỏi thì người ta hứa cho rồi đó, hứa cho cắt rồi đó. Thì người ta hứa cho là cho đó. Ta nói cứ cắt. Thì cái phần đất này đó nó chạm tới những mé sông mà từ cái mé sông nó đổ vào bển của người ta. Đó mình thử cái múc cái kênh nó chạm đây miếng, người ta cũng bỏ. Một tiếng. Người ta bỏ mà hỏi là rồi thôi cứ cắt. Dạ. Đó, còn vậy là thôi mình hỏi thắc mắc vậy. Sáu anh em giống nhau rồi hỏi ngay chứ ta không có phàn nàn gì hết, ta cứ cắt. Chứ ta bán không bán ta cho cứ ở. Vì ta nói bên đây không trồng trọt không làm được ta bỏ vậy đó. Vậy bây giờ nếu như mình cắt mình sâu vô đến mí nước là khoảng mấy mét được? Khoảng 4 mét được không? Mình cắt 5 mét đi. 5 mét thì nó lấn ra quá. Ừ, 4 mét. 4 mét à. 4 mét đi. 4 mét đi. Dài 6 mét đi. Dạ. Xuống 4 mét dài xuống 6 mét thôi. Dự định là cắt cột nóng đá đó thì ở trên mình làm cái khung tiền chế ở trên. Không có, cái đó tiền của mấy ông làm. Dạ dạ. Tiền thôi mấy ông làm sao làm. Còn bị qua nhờ hỏi là hỏi giùm thằng đó. Dạ dạ dạ. Đó. Có gì đâu. Dạ, tại vì cũng lo vậy thôi, bây giờ cắt thì tạm. Còn nóng đá ở đây thì chỉ cũng được nữa, ở đây dạ. Cũng có người đúc nóng nhà đó. Dạ. Nhưng mà mình đặt cái quy cách người ta cũng được. Dạ dạ dạ. Tại vì thấy cũng lo mà, thấy cũng tội nghiệp cô Duyên à, cô Duyên cứ điện qua, điện qua hoài à. Chỗ đó thì mấy anh cũng biết là ở dưới gầm cầu nó đâu có an ninh trật tự rồi. Thì bởi đằng này 5-6 anh em mới xúm nhau đi hỏi chú đất người ta đó. Dạ. Hỏi người ta cho. Dạ. Phải hỏi ai được. Giải quyết được gì. Thôi thôi để tí rồi. Dạ. Còn ở vụ giấy tờ gì thì lúc đó có ra ngoài trình bày. Trình bày nó hấp. Người ta nói bây giờ giấy tờ thì để ký, ông ký giùm đi quen. Còn ông nói đừng có trôi với ban lên, ban lên là không ấy thà để đây ông nhìn cho cắt. Cái gì bằng thổ địa, thổ địa nó nhìn em làm được nó, bởi khiếu nại vụ giấy hoài mà giấy thì vẫn ký, mà vì hôm qua nay á là vợ ông Dưỡng ấp chết thì đâu hay đâu nó không có đi được. Trưa nay một giờ mới chôn nè, trưa nay một giờ sau sau nó cũng nấu chuộng gậu, có nghĩa là mình thông qua xã thì nó sẽ khó hơn không đúng. mà ấp nó cho cắt cứ cắt không yêu cầu đang cắt được là được, ở đây không cắt nhóc là gì ấp la mà xã không có la ấp ta cho là cắt được, không phải là cho thì bữa đó người ta không có vô, ta không có la gầy thì cắt mà né thì mình vậy thôi. Còn nếu người ta lao cắt bằng đêm rồi cũng được, bình thường ở đây thì la cắt đêm, không cho là cắt đêm, cắt rồi là thôi. Còn này cái bữa cắt người ta không vô thì mình cắt. Đặt bụng tôi không, cũng có thực hành nữa vì con cháu nó khổ, cái thằng này ta xúm xin cắt rồi thôi, không có nền nữa. Còn nếu như mà bán nền thì ở đây vòng vòng có chỗ nào mà bán có khoảng vài chục triệu có không? Khó lắm. Khó lắm hả? Khó lắm. Khó lắm, có nền từ giá mà 100 thôi chứ đâu có dễ gì. Bữa đó con nghe cậu ba nói là có nền 35 triệu mà còn lại 30 đó cậu. Không có, không bán hỏi chia người ta không có chia. Chia người ta không chia rồi. Có nghĩa là giống như mình cắt, nếu như cắt này thì phải cắt lậu. Cắt không cắt lỡ được, không lậu dạ, là dạ, không dạ, phải là lậu, nhưng mình né cái ủy ban chút gì thôi được. Dạ. Ở ấp thì nó đồng ý, nhưng mà ủy dạ, ban thì dễ gì cho với mấy sông kinh nó không có cái sông ngoài mới khó, sông này không dạ, cái quan trọng là sông lớn ngoài đó. Dạ. Còn ba cây ấy nặng cũng 5-6 năm về trước cũng hỏi cắt đỡ ở đó. Dạ. Ngồi nói giờ kinh cái xài với nó cắt nhóc thì kiểu cắt thằng đêm. Ừ. Đang cắt gặp thì bây giờ mình cắt lên là chủ xã nó có lên thì nó bắt mình làm đời gần kết rồi, có múc vét gì thì mình dỡ nhà rồi khí trên liền tới chừng đó thì mình cũng chịu mấy con que né qua né lợi chứ có gì đâu, phải không? Chú nói cũng được ha, chú nói nó phải đi ra như thôi, phải không? Nó là phải bắt được khí trên dẫn khí bình thường, phải không? Nhưng con que tới nó có múc cái gì sáng múc gì mình né qua né lợi cho mình, không né thì mình dỡ cắt qua mình giữ lợi cũng không thành vấn đề. Là 8 năm 21 xong rồi đó. Còn cái này là nó cái này giờ nó thành cái đường nước rồi. Yeah. Nước thoát với nước vô thôi chứ không phải là cái kinh giống lớn nữa. Không à, không còn cái kinh nữa, đâu còn đâu, kinh bây giờ là nó cái đường nước, đường nước thôi, đường nước để chạy vô với thoát ra để xả lúa thôi. Bởi
hỏi ông mới được đó, chứ còn ngoài sông cái giấy này hỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi sông ở ngoài sông cá như sông lớn này bạn ấp dễ gì nữa. Dạ, không dám rồi. Ở đây thì tạm được, bây giờ ở tạm không được. Cắt nở thôi chứ ngoài sông dễ gì được. Được, ở ban xã mình chẳng chạc không được. Nói chung tại cũng nghe là mấy anh mấy chú ở đây cũng quanh cái từ thiện kia nọ vỡ, tôi nói gì là quý lắm rồi. Thôi giờ quyết định gì đi. Dạ. Dạ để con ấy gì con về cái con hỏi ý kiến của mấy chú nữa, tại vì mấy chú mấy cô ở nước ngoài đó. Đúng rồi. Đôi khi thì mình thông qua đi. Mình thông qua cái thông qua clip này đến thông qua mấy chú rồi, có đồng ý thì con sẽ đứng làm cắt luôn. Giờ hỏi gì là dạ. Tâm hồn đó, hồn đó là dạ. Vì nó hôm qua hết rồi. Dạ. Nhưng phần hội chủ của hội trà chú. Dạ cảm ơn chú. Này nếu ông trà. Dạ. Lo không lo phần đó. Chứ đừng có sợ cái phần này không được. Dạ. Ví dụ sau này có gặp khó khăn gì có chú ba hay bác ba chú nhờ mấy chú nói giùm nha. Trời ơi vậy đó. Dạ. Có thêm đây tao phải giải quyết chứ. Không đã tao nói đây tao nói được rồi hay được đâu có khó khăn được. Dạ. Rồi con cảm ơn chú ha. Dạ. Cái này nó dễ cái này nữa nè, bởi vì lúc trước á con cho mà em tôi ở đây nè. Dạ. Em cô cậu á. Dạ. Ở cái nền này nè, ví dụ dưới bến nè, tôi điện cho nó nói về cho tàu qua ăn thước vậy đó, chứ đâu có đâu cũng phần đất của tôi. Dạ. Nhưng mà cháu ruột của nó chứ xa lạ gì đâu. Dạ, dạ. Nó dễ phần đó đó. Thì cô hai nè, mẹ nhỏ này nè, dưới cái ông mà chết rồi đó, ông mẹ anh em ruột. Dạ. Chị em ruột chứ. Dạ. Hai nè mới tới ba nẫm đó. Dạ. Đâu cái phần đất thì mẹ này thì mấy chú yên tâm đi, bị gì vợ chồng đồng ý cho hết chứ không phải là chồng không, bị gặp mặt hai vợ chồng luôn. Dạ, dạ. Đó này chú tính là hỏi là hai vợ chồng luôn, hỏi là hai chồng đồng ý. Chú tính là bạn còn đó. Tới mấy nước à, còn từ mấy nước trở lên đường của tôi không à. Dạ. Dạ. Đâu có còn cái gì mà trồng trọt được đâu, có chú tính ở dưới lòng sông á. Không mà cái gì mình dạ. Hỏi người ta cũng chạy. Ừ, tôi phải hỏi. Vì cái bến của người ta rồi. Dạ. Của người ta cũng lòi qua bên mình, nên dạ. Mình ít nhiều cũng phải hỏi lên dạ. Tiếng. Thì dạ. lòi qua chút đỉnh gì đó thì cũng phải hỏi. Bên kia ta đồng ý ông, bên đây ông Thuận nữa thì còn dạ. Gì bằng phải không? Dạ. Gì đi. Dạ, con cảm ơn. Kế đi đó an tâm lo chuyện đó. Vụ đó thì khỏi lo đi, vì chủ đất đồng ý trở rồi. Mấy chú cỡ vợ lớn chồng luôn. Thưa cô bác quý anh chị, thì cái mảnh đất mà được cho đợt cô Duyên cất là nó nằm ở cặp một cái mé mương này. Và nếu như mà được cất á, thì mình sẽ cất từ cái đoạn đường này. Đây là một cái đoạn đường đất nè. Và cất từ cái đoạn này vô trong đây. Thì diện tích cất là khoảng 24 m². Thì ở dưới này mình sẽ đổ nóng và ở trên là mình làm sàn sàn gỗ và phần tiền chế ở trên. Thì từ nếu như cắt thì cắt sẽ từ cái đoạn đường này qua đoạn đường này sau đến sâu vô trong đó, thì nếu như cái đó là được nha cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ muốn cho cô bác quý anh chị thấy nè, quay cái đoạn đường này thì đất ở bên đây người ta nói là mấy cô chú nói ở đây là đất cái phần này á thì của nhà nước dùng cái mương để mà để thoát nước đó. Thì cất thì đằng kia thì Bùi Hồ thấy là có một cái nhà cất ở đây. Qua đây luôn anh cơ. Từ cái đoạn nhà này cho đến bên đây luôn. Dạ. Cũng rộng, vô đó là khoảng 4 mét là được ha. Dạ. Rồi tới cộng hơn 4 mét. Dạ. Trên bờ không có gì. Dạ. Trời ơi 4 mét rồi còn rộng thênh thang thôi, không có tới dưới đâu mà sợ. Dạ. Đốn mấy cái cây này đi. Cây này đốn hết. Dạ. Thì nãy Bùi Hồ có nhờ anh Cường, nếu như mà cất á, thì tính luôn cái phần sàn nóng đá với lại phần dán với lại phần tiền chế trên luôn là khoảng bao nhiêu tiền. Rồi. Nếu được thì, cũng nhờ dạ, cũng nhờ Mạnh Thường Quân để cho Mạnh Thường Quân biết luôn đó, thì cất từ đây vô tới trong đó dài qua bên đây có nghĩa là cất theo hình chữ nhật 24 m². Dạ. Dạ thôi xin phép mình về tại quay để cho thấy được cái đoạn này cất nè. Đọc, đúng rồi. Yeah.